Trưa nay rảnh rỗi này đi tìm cây tiếp anh em ơi. Tìm mấy khu vườn gần nhà. Khu này thì khá nhiều đen rừng. Trơn thế. Cái giống này quả tròn này, trước tôi hay đào này. Ôi, cây này hay. Mấy cây nó hay nằm ở những cái thành này, hay có cây đẹp này. Nhiều, đấy này. Ui, chiên bát ngàn. Ui, chỗ này có cái quả sổ này anh em này. Chả với gốc cái đẹp không, một cái thân hay hết rồi. Cây này trước tôi cũng đào một cây này để giao lưu với anh em mất. Cây này quả ăn chua, trẻ con nó thích ăn lắm, ăn chấm muối hoặc là nấu canh chua cá khô, cá cá thì tuyệt vời luôn. Để tôi cập nhật cái hình ảnh cái quả này anh em xem nhé, mà hoa nó đẹp lắm. Có đẹp không? Thân chính của nó người ta chặt đi này, nó chuyển sang cái thân phụ này, nó hay này. Chẳng biết có đẹp không? Moi ra sao đẹp này đấy.
Đây anh em ơi, nó có hai cái rễ này thôi. Cái rễ này thì chia thành hai, thành ba. Chắc cắt đây thôi. Cái giống này nó cũng dễ sống lắm anh em ạ. Trước tôi trồng rồi. Về trước tiên là mình cứ trồng ngập bên đây đi, sau này nó sống thì mình trồng nó nổi cái hai cái chân này lên. Nó ra được hai ba bông hoa mới, hai ba cái quả nữa. Trời này đẹp. Cái mầm này nó có những cái đốt mắt để nó ra mầm đây. Cắt ra đây đi thôi. Đây thì mắt nhiều. Đấy, khá đẹp đấy anh em ạ. Nó đẹp, nó đẹp cái nũ này, này. Thì video chia sẻ đây tạm biệt tất cả anh chị em nhé.